Trung Quốc gần đây đã mở phi pháp một nhà hàng lẩu trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Thông tin Trung Quốc mở nhà hàng lẩu ở quần đảo Hoàng Sa do tờ South China Morning Post đăng ngày 30 tháng 4. Nhà hàng này, với sức chứa 120 thực khách cùng lúc, đã mở cửa kinh doanh vào tuần trước, theo South China Morning Post dẫn thông báo từ chính quyền của cái gọi là thành phố Tam Sa. Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa vào năm 2012 để tự cho mình có quyền quản lý cả quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Khi Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa vào năm 2012, trên đảo Phú Lâm có khoảng 1.000 cư dân Trung Quốc sinh sống phi pháp. Kể từ đó, Trung Quốc đã nâng cấp phi pháp cơ sở vật chất cho dân số của thành phố Tam Sa ngày càng tăng. Tính đến năm 2020, số người Trung Quốc ở thành phố Tam Sa tăng lên tới 2.300 người, không kể quân nhân, theo South China Morning Post. Trung Quốc đã mở một sân bay dân quân sự phi pháp trên đảo Phú Lâm vào năm 2014 và đến năm sau mở trường mẫu giáo, tiểu học và dạy nghề. Trung Quốc cũng đã ngang nhiên mở rạp chiếu phim, ngân hàng, bệnh viện, bưu điện và sân vận động ở thành phố Tam Sa. Trước đó, trong cuộc họp báo chiều 20 tháng 4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Phó phát ngôn nhấn mạnh Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam và không làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.